Kiểu thi ca lại như một 3.000 đại thiên thế giới, giả sử các hữu tình, ở 3.000 đại thiên thế giới, mỗi người đều đối với chư Như Lai sau khi niết bàn, cúng dường xá lợi Phật, dùng bảy báu để xây tháp, trang sức bằng các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn, một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, đầy khắp trong 3.000 đại thiên thế giới, không chỗ nào trống. Rồi đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, theo ý ông, thì các hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới như vậy, nhờ nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ: Phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiểu thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia, phước đức đã đạt được nhiều hơn vô lượng vô biên. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Bạch Thiện Thệ, đúng vậy. Nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đó là cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Giả sử tất cả hữu tình trong 10 phương hằng hà xa thế giới đều đối với Như Lai sau khi niết bàn, vì muốn cúng dường xá lợi Phật nên dùng 7 báu để xây tháp, trang sức bằng các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, đầy khắp trong 10 phương hằng hà xa vân vân thế giới chư Phật, không chỗ nào trống, mỗi người đều dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Bạch Thế Tôn, các hữu tình này nhờ nhân duyên ấy mà được phước đức có nhiều không? Phật dạy: rất nhiều. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc có người viết chép, dùng nhiều vật quý báu để trang sức, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, dù chỉ trong khoảnh khắc để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này do nhân duyên đây mà thành tựu nhiều phước đức hơn người kia vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể thâu nhiếp tổng hợp, cất chứa tất cả thiện pháp, đó là 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 3 môn giải thoát, hoặc 8 giải thoát, 9 định thứ đại, hoặc 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc quán 4 thánh đế, hoặc quán 12 duyên khởi, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đều thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là pháp ấn chân thật của chư Như Lai, cũng là pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nhờ việc học này nên đã chứng, sẽ chứng, đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tất cả thanh văn độc giác, nhờ việc học này nên đã chứng, sẽ chứng, đang chứng đến bờ niết bàn. Do nhân duyên này, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép với trang sức bằng vật quý báu, lại dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, sẽ được vô lượng vô biên phước báo, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, các phước báo khác không thể sánh bằng.